This is Nancy Boy. Today is May 26, 2010. I am going to interview Mr. Pham Phu Nam at IRCC Studio in San Jose. This is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation 500 Oral Histories Project. Dạ thưa ông có thể cho biết tên và cho biết rằng ông đang hiện sinh sống ở đâu ạ? Tôi là Phạm Phu Nam, hiện tại tôi đang sống ở San Jose, California thưa chị. Dạ vâng. Thưa ông đã được sinh trưởng ở đâu và năm nào? Tôi sinh năm 1955 tại thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Sống ở Sài Gòn, ông có cái kỷ niệm gì đẹp với Sài Gòn mà ông muốn chia sẻ không? Dạ vâng, thì giống như tất cả mọi người vào năm 1975 khi mà cái biến cố 30 tháng 4 nó đến thì lúc đó tôi là 20 tuổi. Và đó là cái tuổi đẹp nhất của một đời người ta gọi là tuổi thanh niên. Thì mình cũng có những cái rất là nhiều những kỷ niệm về Sài Gòn, nhớ về trường xưa, mình nhớ về những người bạn, mình có những cái kỷ niệm tình cảm với người này người khác, rồi mình cũng có các kỷ niệm cả với quân đội ở Việt Nam Cộng Hòa nữa, bởi vì tôi cũng vào quân đội được 3 năm thưa chị. Dạ vâng. Thưa ông thì sau khi mà sang đến Mỹ rồi, ông có dịp nào về để thăm lại Sài Gòn và thấy có gì thay đổi không? Dạ vâng, tôi sống sau năm đến có 30 tháng 4 tôi vẫn tiếp tục sống ở Sài Gòn cho đến năm 1983 thì tôi mới đi vượt biên. Rồi sau đó thì đến năm 1994 thì tôi có cơ hội về lại Việt Nam lần đầu tiên để mà thăm cha mẹ già với anh chị em còn ở Việt Nam. Và sau đó thì cứ mỗi một năm thì tôi cũng có về một lần để thăm ông bà cụ, cha mẹ còn sống ở bên đó và các anh chị. Thì lẽ tất nhiên là sau khi mình ra đi đó, năm 1983 thì cái thành phố Sài Gòn nó rất là sơ xác. Con đường mà tôi nhớ mãi đi, tôi đạp xe đạp thanh thang trên những con đường, rồi người thì vẫn còn là tương đối là ít, để buôn bán thì cũng có gì đặc biệt, nhà cửa cao ốc không còn. Lúc đó là có lẽ rằng là Sài Gòn dưới chế độ Cộng sản đã đi đến cái mức gọi là xuống cùng cực rồi. Thì tôi ra đi thì 10 năm sau tôi quay trở lại thì thật sự rất là khác. Cái cảm giác đầu tiên của tôi khi bước xuống máy bay, trước khi bước xuống máy bay mà ấy, thì tôi có cái cảm tưởng như tôi muốn quỷ hồn đất thân yêu. Tôi có cái cảm giác đó, tôi nhớ bài hát đó, tôi nghĩ tự nhiên cái xúc động của mình nó mạnh lắm. Nhưng mà đã bước ra ngoài nó nóng, cái cảm giác đầu tiên là nó nóng. Xong rồi về vừa tới Sài Gòn, vào cái đường phố thì người quá trời là người, xe gắn máy chạy tấp nập, rồi bụi bặm kinh khủng quá. Tôi không về, tôi không có hoàn toàn tôi nhận ra được cái con đường hẻm mà vào trong cái nhà của mình. Thì cái đó là những cảm giác đầu tiên, thì nó có những cái sự thay đổi khá nhiều thưa chị. Thưa ông thì cái tuổi thơ của ông ở Sài Gòn đó, ông đi học rồi sau đó lại vào quân đội. Nhưng mà ông có học cái nghề chuyên môn gì vào thời gian đó không? Và thưa không chị, tôi thực sự là tôi học đến năm 1972, lúc đó là lớp 10. Ở lớp 10 thì đúng ra thì tôi chưa có phải là đi lính, tại vì lúc đó mới 17 tuổi, nhưng mà cái lúc đó là năm 1972 là năm chiến tranh ác liệt nhất. Thì cái tình hình chiến tranh nó làm cho mình, tinh thần mình nó hơi bất ổn. Thì tôi nhớ mãi cái năm học đó tôi cứ cúp cua hoài, tôi không còn tâm trí mà tôi học nữa. Thì sau đó tôi quyết định tôi tình nguyện vào lính hải quân. Thì mình mới có 17 tuổi, thành ra mình cha mẹ được quyền bảo lãnh ra. Nhưng mà tôi xin ở lại. Tôi xin ở lại là bởi vì cha mẹ tôi sợ là tôi học hành chưa có tới đâu, rồi đi vào trong quân đội cũng mình cũng không có làm được cái gì. Thành ra tôi vào hải quân, nhưng mà được cái may thì vào trong quân đội, vào hải quân thì tôi cũng đi học lại được, vẫn tiếp tục vừa đi trong quân đội vừa đi học. Rồi tôi cũng vào học được một cái ngành nghề về trong lĩnh vực y khoa, về quân y. Thì mình cũng đang học thôi, cũng ở dân gian chả làm được cái gì, nhưng mà nó có những cái thời gian đa số là trong từ năm 72 đến năm 75 cho đến khi chấm dứt của Việt Nam Cộng Hòa, tôi đa số là đi học. Cũng không làm được bao nhiêu thưa chị. Dạ. Thưa ông có kỷ niệm gì với gia đình, ví dụ ba mẹ hay là anh chị em mà ông nhớ cho tới bây giờ muốn chia sẻ? Là nhiều lắm thưa chị, ai mà không thương cha mẹ mình. Thành ra tôi khi mà tôi đi vượt biên đó, là tôi nhớ mãi cái cảnh mà tôi lên tàu nó chạy ra khỏi Vũng Tàu, tôi nhìn lại Vũng Tàu tự nhiên tôi rớt nước mắt, tôi không biết rằng là bao giờ tôi có cái cơ hội trở về. Mình thực sự trong năm 1975 tôi đã xuống tàu rồi, nhưng mà sau đó tôi lại bỏ về, tại vì cũng vì tôi không muốn cha mẹ, tôi không muốn là cha mẹ mình ở lại ở một cái xứ cộng sản. Tôi không biết, lúc đó thật sự mình không biết rằng là cộng sản họ sẽ đối xử với mình như thế nào. Nhưng mà những cái bài học của năm 1954 mà bố mẹ tôi kể lại đã khiến cho tôi rất là lo sợ. Tôi nói nếu mà mình đi, cha mẹ mình mà bị có một chuyện gì đó thì mình rất là ân hận, thôi thà mình ở lại để thôi mình chịu chung một cái số phận. Thành ra tôi quay trở lại. Thì cha mẹ tôi rất là tiếc là bởi vì thực ra ông bà chỉ muốn tôi đi thôi. Thì cũng may tôi cũng không có phải là sĩ quan, thành ra cái tôi cũng không phải đi tù cải tạo gì hết. Nhưng mà cả nhà thì đi hết, các anh của tôi là tất cả là sĩ quan thì đi tù hết. Thì cũng may mà mình trở về thành ông bà già còn thằng con ở nhà, chứ các anh đi hết, đi tù hết. Thành ra có mình lại đưa ở nhà thì mình có cơ hội chăm sóc ông bà cụ. Thì chị cũng biết rồi, những cái năm đó nó rất là khủng hoảng. Thành đến khi năm 1983 mà tôi ra đi tôi rất là buồn, nhưng mà bố mẹ tôi cứ muốn tôi phải đi thôi, tại vì cái tương lai của tôi. Thành ra ông bà cụ hết sức là thúc đẩy tôi phải đi. Thì thưa chị, thành ra đi khi mà mình rời khỏi Vũng Tàu mình nhớ khủng khiếp. Con người tôi cũng có nhiều cái emotion, trong đó cái tình yêu quê hương đất nước nó cũng rất là đậm đà. Mình có đi xa thì mình mới thấy, mình có rời khỏi cái Việt Nam, mình tưởng rằng là mình sẽ không có nhiều cơ hội mình quay về, mình mới thấy cái tình cảm đó nó dạt dào khủng khiếp. Nó thành ra tôi đi tôi nhớ mãi cái nỗi buồn đó. Thành ra năm 1994 tôi về, tôi thăm lần đầu tiên tôi về tôi thăm thì tôi vẫn sợ. Tôi cũng không biết chuyện gì, mình về có chuyện gì không, là vì thưa chị là đến đó tôi cũng là người trở thành ký giả rồi. Tôi cũng đã làm báo rồi mà tôi không biết là bên phía chính quyền Việt Nam họ có lưu ý đến những chuyện đó hay không. Nhưng mà tôi nhất quyết tôi phải về bởi vì muốn gặp lại cha mẹ. Thưa ông thì cha mẹ ông làm nghề gì? Các bác làm nghề gì? Tôi thì trong gia đình tôi thì nói cho ngay, ông bà cụ thì cũng lớn tuổi chị. Tại vì tôi là con út đó. Nên còn ông bà cụ tôi thì coi như cũng về hưu lâu lắm rồi. Từ năm, hồi xưa là công chức chính phủ rồi cũng về hưu từ năm 1960 mấy. Thành ra sau này thì cũng không có làm gì hết. Thưa ông có bao nhiêu anh chị em và họ, như ông nãy có nói là các anh và trong quân đội phải đi học tập thì coi như cấp bậc họ là gì trong quân đội và bao nhiêu người tất cả? Nhà tôi thì có 10 anh chị em, tôi là người thứ 9. Mà còn cô em gái nữa là 10 người. Thì trong số thì tôi có 4 anh em trai, thì cả 4 anh em trai đều trong quân đội hết. 5 anh rể cũng đều ở trong quân đội hết. Thành ra sau lúc vào biến cố 30 tháng 4 năm 75 thì tôi chỉ có một người anh duy nhất là hải quân đó. Thì anh đi theo tàu, anh đi được năm 75, còn tất cả thì ở lại hết. Thành ra mà tất cả các anh tôi đều là sĩ quan, thành ra anh có cái cấp bậc là trung tá, thiếu tá, đại úy thì lần lượt vào tù hết. Thì cái người ở tù lâu nhất là cũng bị mất hơn 11, 12 năm gì đó. Còn đa số là 5 năm, 7 năm, 8 năm. Coi như trong gia đình cũng là hầu hết là những tù nhân chính trị, thành ra anh nhìn thấy những cái cảnh sống như thế nào của những bà chị hay là những gia đình của anh sống như thế nào sau năm 75, cho những ngày mà những người đi tù, mà người đàn ông đi vào trong tù hết. Nếu mà để diễn tả thì tôi nhớ mãi cái bài hát của anh Viet Dzung, anh gửi về cho em dăm bao thuốc lá để anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Thì cái tâm trạng lúc mà tôi nghe cái bài hát đó lần đầu tiên vào năm 1980, 81, 82 thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà thật sự tôi thấy nó phản ảnh đúng cái cuộc sống của người Việt Nam lúc bây giờ. Trong suốt từ năm 1975, năm 1983 thật ra tôi không biết tôi phải làm gì. Thì chính quyền cũ, chính quyền mới đó, họ có lưu dụng lại tôi làm trong một cái bệnh viện, bởi vì họ rất là cần những chuyên viên kỹ thuật. Thì mình biết sử dụng những cái phương tiện y khoa, những cái dụng cụ y khoa của phòng thí nghiệm, mình biết làm thí nghiệm này kia, thì họ dùng lại mình. Thì nói cho ngay, tôi cũng phải đi làm. Bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất, tôi vẫn còn nằm trong cái tuổi nó gọi là tuổi Việt Cộng, gọi là tuổi nghĩa vụ, tức là anh không làm là nó cũng bắt anh đi vào bộ đội. Nhà tôi cũng phải đi làm, mà tôi làm đây đã cho một cái đơn vị bộ đội hải quân, thành ra mình được cái mang tiếng là công nhân quốc phòng, thành ra mình được không phải đi nghĩa vụ. Đó là điều thứ nhất mà mình không có không có muốn làm thì mình muốn không muốn định nghĩa vụ, thành ra mình phải đi làm. Rồi cái thứ hai nữa, thực sự đó nó cũng cần một việc làm thì mới có giúp đỡ gia đình được. Đó thì cái bối cảnh đó thì cái hoàn cảnh của người Việt Nam lúc đó rất là thê thảm. Là những người mà còn ở lại Việt Nam đều nhận thấy rằng là cái kinh tế Việt Nam không có một cái gì hết, không có sản xuất. Tất cả là cứ buôn qua bán lại thôi. Cái người bên này bán thuốc lá thì bên kia bán chọc phô. Cái nhà nào cũng bán buôn một cái gì đó. Để rồi cứ tôi cảm tưởng mấy người đó họ chỉ có bán chung với nhau mà thôi, không có ai mà thực sự sản xuất là cái gì. Thì cũng giống như mọi người mà cũng đã biết rồi đó, đa số là đem đồ nhà mình ra bán. Thành nhà tôi cũng vậy thôi, thì cũng đem đồ mình ra bán mãi rồi cũng không biết bán cái gì nữa. Thì đến năm 1983 thì thực sự là tình trạng cũng kiệt quệ lắm. Thì những anh tôi mà đi cải tạo thì các chị tôi rất là khốn khổ. Nhà nào cũng đông con hết trơn. Cái truyền thống Việt Nam mình gia đình nào cũng 3-4 đứa con. Tôi có anh chị tới 6 đứa nữa. Ở trong một cái căn gác thì bây giờ mình từ bên Mỹ mình quay trở về mình không thể tưởng tượng được rằng là hồi đó tại sao mình có thể sống được như vậy. Cả một gia đình là 7 người mà có một cái căn gác nó chỉ to bằng bề ngang có chừng độ 2 thước mấy. 5 người xếp hàng nằm với nhau, buổi tối mới đi trong nhà đó. Trong mấy căn nhà nhỏ mà bên đây thường thường nó tương đương với căn nhà 2 phòng mà nó tới 16 người ở. Buổi tối đi đó, từ nhà trước ra nhà sau có thể vấp, người ta nằm ở dưới đất đó, chị biết đâu. Thì cái hoàn cảnh người Việt Nam mình không thể tưởng tượng được là bây giờ mình sáng ở bên Mỹ mình quay trở lại hồi xưa mình đã sống được như vậy. Đó, nó rất là khổ cực. Nhưng mà con người ta cũng may đó là con người ta nó cứ quen đi. Mình cứ xuống dần, một ngày nào nó tới cái điểm cùng cực rồi mình thấy nó cũng vậy thôi. Rồi mình cũng ok, cũng quen. Nhưng bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy hãi hùng, rất là hãi hùng. Thưa ông thì ông đến Mỹ năm nào và bằng phương tiện gì? Dạ vâng, tôi đến tôi vượt biên rời khỏi Việt Nam năm 1983 và đến năm tháng 4. Nếu tôi nhớ không chính xác lắm thì không biết có chính xác không, nhưng khoảng 30 tháng 4 thì tôi đến Mỹ. Năm 1984 thì tôi đến Mỹ. Thưa anh nói là thưa ông nói là ông vượt biên hay là bằng cái phương tiện? Tôi đi vượt biên thôi chị. Bằng tàu hay bằng đi? Dạ bằng tàu nhỏ, bằng thuyền. Dạ. Ông có thể kể cho biết cái chuyện chuẩn bị cái cuộc ra đi như thế nào và rồi cái hành trình ấy ra sao không ạ? Tôi thực sự thì gia đình như giống như lúc nãy tôi nói thì bố mẹ tôi chỉ có muốn tôi ra đi là bởi vì mình ở trong cái tuổi thanh niên mà sống ở Việt Nam thì chỉ biết rằng là tôi không có được vào đại học. Mặc dù tôi đang học đại học. Sau đó thì vì tôi vừa là lính, thành cái thẻ sinh viên nó có hình lính, mình khỏi học luôn. Rồi mình phải đi làm để mình giữ được cái chân để cho khỏi phải đi kinh tế mới. Rồi mình lại con thuộc loại mà gọi là 3 thứ mà chế độ xếp vào hàng rất là kém. Tức là thứ nhất là mình là dân Công giáo Bắc Kỳ di cư năm 1954 và thứ ba nữa là mình dân Ngụy hết. Tức là mình là thuộc lại người chế độ cũ không đáng tín nhiệm. Thành ra tôi chỉ biết thì đối với cái hoàn cảnh đó thì cha mẹ tôi chỉ muốn tôi đi càng sớm càng tốt. Thì tôi dự trù là tôi đã định đi từ năm 1980, 81 mà tôi đi mãi không có thành. Tôi đã phải trải qua nhiều cái chuyến vượt biên, đi ra khơi 3-4 ngày trời rồi biết sao tàu lại quay về. Không có biết tại sao. Rồi mấy lần chạy trong rừng ấy, phải chạy tàu đi vượt biên rồi bị bẻ rồi chạy trốn trong rừng 3-4 ngày trời. Có một lần là chạy ở ngoài Vũng Tàu đó mà tất cả cái những người đi trên tàu bị bắt hết, đưa ra Côn Đảo hết. Không biết là tôi cũng biết sao may mắn tôi lại vẫn thoát, tôi vẫn chạy thoát được. Thì tôi có được cái may mắn đó, thành ra tôi đi rất là nhiều lần nhưng mà tốn rất là nhiều tiền nhưng mà không có bị tổn. Nhưng mà đến năm 1983 tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không biết rằng là tôi sẽ phải làm cái gì nữa, biết đi có được hay không. Bao nhiêu nỗ lực như vậy nó đều không có thành. Thì tôi cũng nói thôi bây giờ nếu không đi được nữa thì thôi mình chuyến này mình ở lại thôi. Thì cái chuyến cuối cùng tôi đi thì nó lại thoát. Thì cái chuyến vượt biên nó cũng là một chuyến đáng để kể lại là bởi vì thực sự đây là một chuyến tàu mà tôi nghĩ rằng là một ngày nào đó tôi sẽ kể. Là bởi vì chiếc tàu của tôi nó có cái không may và nó có cái may. Và nó có một cái cơ duyên được nhìn thấy một cái cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng là nó là một cảnh tượng đáng để cho thế hệ sau nhìn thấy. Là tàu tôi ra ngoài khơi được có 2 ngày thì đến ngày thứ 3 thì nó bị hư máy, không muốn chạy được nữa. Trên tàu tôi là có 91 người. Mà chỉ biết 91 người ngồi giống như là nêm gối đấy. Mà cái tháng đó là tháng 5. Ngày mặt biển nó, nước nó không có gió. Mặt biển nó phẳng như tờ vậy. Tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái chỗ nào mà nó phẳng, mặt nước mà nó phẳng như vậy. Ngay cả hồ cũng không có phẳng nữa, mà ngoài biển nó phẳng như tờ. Tại vì nó không có gió, chị biết không? Mà chính vì không có gió nó nóng khủng khiếp. Mà nước thì không còn. Mà chỉ biết không, tôi có một cái, tại vì lúc đó tôi là người giống như là captain, tôi là người thuyền trưởng. Thành ra tôi mới ra lệnh là mọi người phải gìn giữ nước và phải đóng góp với nhau để mà cứu sống nhau. Không ai được quyền ích kỷ ở đây, ai mà ích kỷ là tôi cúp nước. Rồi tôi mới muốn để mình có thể tồn tại lâu, tôi mới pha nước ngọt với nước biển. Tôi cứ pha 2 phần nước ngọt với phần nước biển, tôi tưởng rằng nó sẽ uống được. Pha xong là nước mất đi luôn, không có cách gì mà có thể uống được, nước nó tanh không thể tưởng được. Đấy. Thì mình lỡ mấy cái mistake đó rồi thì biết không, nước nó thiếu, rất là lo. Nhưng mà tôi thì không biết sao cái tâm trạng tôi không biết là tôi nghĩ là tôi không có chết. Thành ra tôi bình tĩnh lắm, mà tôi có nói với mọi người rằng là thôi cứ bình tĩnh. Chúng ta phải cứ ban ngày đó thì tôi thay phiên nhau, cứ 2 tiếng ở dưới hầm thì 1 tiếng lên trên bờ. Cứ thay phiên nhau, 1 tiếng ngồi trên bong để mà có thể chịu được cái sức nóng. Rồi phải nhảy xuống biển tắm để cho nó bớt đi cái sức nóng. Thì cũng may đó, chừng độ trôi lênh đênh khoảng chừng độ 2-3 ngày gì đó thì được một cái tàu đánh cá Mã Lai họ đến. Thì cái đây là những người đánh cá Mã Lai không phải là hải tặc, nhưng mà họ thì họ biết rồi người Việt Nam mình có vàng, thì họ muốn bây giờ nếu muốn cứu thì họ phải đưa vàng cho họ. Mình cũng gom góp được số vàng đưa cho họ, xong rồi họ nói họ muốn cả gái nữa. Thì tôi nói không được, tôi nói không có thì nó không kéo. Mà nói tiếng Anh theo kiểu gọi là từng chữ một, thì biết đâu bên kia là cứ gơ, ring ring là vàng, là gơ là gái. Còn bên đây thì no, yes, no, cứ vậy thôi. Thì cuối cùng thì tự nhiên có một cô trông cô rất là xinh xắn, cô đứng dậy cô nói anh Nam, cho em xin được tình nguyện để qua tàu bên đó, qua tàu từ hải tặc, từ Thái Lan, từ Mã Lai. Thế tôi nói cô có biết rằng là như vậy rất là nguy hiểm không? Cô nói cô biết. Và cô sẵn sàng tình nguyện, cô bước qua. Thì tôi nói tôi không thể để cho cô đi một mình được. Thì tôi xin 4 người khác tình nguyện đi theo sau, 4 bà. Tôi nói các chị thì nhìn thấy rằng là cả cái tàu này, các chị có gia đình đây đó. Nếu mà nó không kéo là mình có thể chết. Mà nó kéo thì nó cần 3-4 người phụ nữ. Mà cái cô để cô tình nguyện qua tôi không nỡ, tôi có còn quá trẻ. Thành ra cũng có được 4 người phụ nữ khác xin đi qua bên tàu bên kia. Thì tôi chỉ dặn mấy người đó rằng nếu bây giờ nó kéo dây, nó cắt dây, mấy chị chỉ làm cố gắng dùng giúp chúng tôi thôi, là ôm chặt với nó. Anh em bên đây sẽ nhảy qua bên kia để mình giải quyết vấn đề. Thì cái cô này, cô sang á, tôi nhìn thấy là cô rất là lanh. Cô sang bên đây thì cô đùa với anh này một tí, đùa với anh kia, tụi kia nó rất là thích. Đó. Tự nhiên nó rất là hiền. Nó lại đùa với cô một cách thoải mái, không hề có cái màn gọi là hãm hiếp hay là cái gì cả. Mà cô rất là bình tĩnh, cô rất là can đảm. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào mà tôi nghe ở trong những viên là can đảm như cái cô đó. Cô không hề sợ. Thì cứ lâu lâu thì nó kéo mình chừng độ 5-3 tiếng, nó lại ngừng lại, nó lại đòi vàng tiếp. Thì tôi lại phải năn nỉ các người trong tàu thôi, bây giờ nó mạng sống của mình là quan trọng, vàng biết là vứt đi hết. Thành ra vui lòng thôi, vì cứ đóng góp được bao nhiêu đưa cho nó. Thì đóng đến lần thứ 3, thứ 4 gì rồi cứ nó cứ đòi hoài, nó đòi đến là mình cũng hết sạch. Cái chuyến cuối cùng thì tôi mới nói nó là bây giờ nhá, tôi thì giống như chị nói là tiếng Anh đâu có ai hiểu ai đâu, thì mình cũng nói là this is the last one. Thì cái 5 lượng vàng cuối cùng đó thì tôi mới nói rằng là tôi đưa cho cô gái đó giữ, thì khi nào mà kéo được tới bờ cô sẽ đưa. Nó chấp nhận. Rồi cái tối hôm đó nó mới kéo vào một cái nơi mà tôi nhìn thấy một cái hoang đảo. Nó tối đen như mực, nó có đèn chớp. Tôi không hiểu, thật tình tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì tôi nói với tất cả những anh em mà tôi gọi là thủy thủ đoàn, có 6 người, là 6 thằng thanh niên, nó gọi là tương đối khỏe mạnh nhất. Tôi nói mình là phải sống chết. Bây giờ đó, mình phải hành động tức thời. Mình không thể nào mà để cho nó lôi vào cái sào huyệt của nó được. Thì đang dự định là mình nhảy sang bơi sang bên kia để mình cướp tàu nó đó. Thì tự nhiên có một cái đèn pha của một chiếc tàu khác nó đến. Đến gần rồi nó chớp đèn, nó bảo rằng là đừng có sợ, nó là cũng là người đánh cá, nó đến đây để giúp mình. Thì cùng lúc đó cái cô gái 4 người bà kia thì đã lơ về bên này tàu rồi, còn lại có mình cô gái cầm 5 lượng vàng thì cái chiếc tàu đó nó chạy mất. Tàu mình hư máy đâu có chạy theo gì đâu. Thì chiếc tàu đánh cá Mã Lai khác nó đến, nó mới cho nước cho nơi, nó bảo rằng là rất là gần bờ rồi, chỉ còn tí nữa là tới thôi. Sáng là ra sẽ nhìn thấy cái bờ, và bây giờ nó sẽ đi ra, nó bắt, nó lấy lưới cá của nó về, xong nó sẽ kéo mình vào trong bờ. Nhưng mà điều tôi lo lắng nhất là cái sinh mạng của cô gái kia. Thì cái tụi kia nó mới chạy một hồi đâu chừng độ 2-3 tiếng sau nó mới vòng lại. Thì tôi vội vàng tôi hỏi cô rằng là có chuyện gì xảy ra không, cô nói không. Thì mình, cá nhân tôi rất là mừng là bởi vì tôi rất là ngưỡng mộ cô gái đó. Nhưng mà chỉ có một điều rất là đau buồn, buồn nhất đó, mình lên đảo đó. Những người mà vừa được cứu sống tức thì đó, họ quên ngay cái công đó. Họ trách cô gái rằng là đã không giúp họ giữ được tiền. Cái 5 lượng vàng cuối cùng đó là nó, rồi cố lên bờ, cố có vẻ ăn tiêu rủng rỉnh tí, họ bảo rằng là cố lấy 5 lượng vàng rồi cố ăn tiêu. Đó là một cái câu chuyện mà nó vừa bi hùng tráng, nó có cái sự đau đớn ở trong đó, được không? Nhưng mà tôi đó thì tôi đã không có đồng ý như vậy. 5 anh em thủy thủ đoàn của tôi đứng dậy tuyên bố bất cứ người nào đụng chạm cô gái này là tôi sẽ không tha. Thì mình cũng chả biết làm gì họ đâu, nhưng mình cũng hâm vậy thôi. Thì nó bớt đi, thì cố buồn nó cố khóc suốt ngày thôi. Sau đó thì tôi chỉ ở trên đảo có 2 tháng rồi tôi phải đi Mỹ, thì cố thì được đi Na Uy. Đó. Thì bây giờ 35 năm, sau 20 mấy năm nhìn lại, tôi rất là muốn kiếm cô gái đó. Tôi muốn kể lại câu chuyện này cho mọi người thấy một cái gương hết sức là can đảm ở trên một cô gái mà không sợ hải tặc, biết dùng cái sự khôn ngoan của mình để lèo lái, để làm cho cứu được bao nhiêu người khác mà vẫn giữ được cho bản thân cô được an toàn. Đó là một câu chuyện rất là đặc biệt mà tôi là nhân chứng. Thưa ông nhớ tên của cô gái đó không? Cô tên là Thu Thanh. Thanh, nhưng mà bây giờ thì thật tình không nhớ rõ họ, nhưng nếu tôi nhớ không là một Thanh Võ. Thanh Võ. Dạ, nếu mà hôm nay thì tuổi này tôi đoán cô thì cũng phải cỡ 50. Dạ. Dạ. Thưa ông nói là ông ở trong trại tị nạn 2 tháng, đó là trại tị nạn nào và cái không khí trong trại tị nạn ra sao? Tôi vừa nói rằng là tôi đang ở cái đảo gọi là đảo Pulau Bidong ở bên Mã Lai. Đảo vào cái thời điểm năm 1983 đó thì chị, từ lúc đó, đó thì tôi nghe loáng thoáng nó khoảng tới 30.000 người trên đảo. Thì nói cho ngay mình đến trên đảo thì mình cũng đâu có làm gì. Thì tôi có cái ngành biết một số công việc về ngành y tế đó, thì tôi gia nhập vào bệnh viện, thì tôi làm tình nguyện trong bệnh viện. Rồi những người khác không biết làm gì thì lâu lâu thì đi lao động, đi giúp vấn đề vệ sinh thôi, chứ còn đa số là cũng nằm dài ra chơi, hoặc là tắm biển hoặc đi chơi thôi. Nhưng mà cái đời sống ở bên đảo chị biết rồi đó, người ta chỉ có mong chờ người đi thôi. Thì tôi nhớ mãi cứ mỗi một ngày đó, sáng nào cũng trên đài phát thanh đảo nó cho nghe 3 bài hát. Bài thứ nhất là bài Nghìn Trùng Xa Cách, bài thứ hai là bài của Lê Uyên Phương là bài Cho Lần Cuối, bài thứ ba nữa là bài Biển Nhớ. Và cứ nghe bài đó, đó là nhiều người khóc, là bởi vì ngày đó là ngày sẽ có một người ra đi, số người ra đi. Nó cứ ngày nào cũng có người đi là nó phát 3 bài. Và tôi nghe 2 tháng trời như vậy, chỉ biết là cái tâm trạng của mình nó tức cười lắm. Mình cũng chỉ có muốn đi thôi, mình cũng muốn ở đảo làm gì, ngày nào cũng nghe 3 bài đó. Thành ra tôi thấy nó là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt. Nhưng mà tôi rất là hơn người khác, tôi ở 2 tháng thôi. Thành ra tôi qua bên đảo, bên thành phố thủ đô Malaysia, thì sang bên đó tôi lại chứng kiến một cái vụ kiện mà tôi sẽ không có quên, mà tôi cũng muốn kể lại. Thì những cái người giám thị mà của cái trại mà tị nạn Mã Lai đó, họ rất là dữ. Mà thực ra thì mình thông cảm là bởi vì nếu mình là họ thì mình cũng sẽ phải làm như vậy thôi. Họ giữ vệ sinh rất là chặt chẽ, họ cấm là phải đi vệ sinh, nhà vệ sinh phải lau chùi cẩn thận, họ phải nói là không có được vứt bừa bãi. Thì có một hôm, có ai đó vứt một cái băng vệ sinh của một cô bà là vứt vệ sinh. Thì nó hơi dính máu trong đó, xin lỗi chị, nó là sự thật như vậy. Dính máu vào thì những người giám thị họ thấy, họ bắt toàn trại ra nhìn cái cảnh, bắt cái cô gái đó phải ngậm cái miếng đó bỏ thùng rác. Cái hành động đó nó cũng hơi quá đáng. Mình là anh em trong trại họ chịu không có được, họ nổi loạn. Tôi nằm ngay kế một cái anh đó, anh là một người được được đi Canada, nhưng mà anh chưa đi được bởi vì anh bị bệnh phổi. Anh đã phải nằm đó tới 5-6 tháng rồi. Anh là người đứng dậy phát động cuộc chống đối. Thì tôi hỏi chị, một cái trại nó hàng 2-3 ngàn người tị nạn mà đánh có 2 ông giám thị thôi, thì thằng 2 ông giám thị nó sẽ nát đi như là tương tàu. Ngay cùng lúc đó có trình độ 6 ông già. Tôi gọi là già thôi, nhưng mà tại lúc đó mình 20 mấy tuổi, mình nhìn mấy ông 50 mấy mình nhìn già, nhưng mà tôi thấy 6 ông già đứng bao quanh ông giám thị, bảo vệ ông giám thị. Mấy ông gào thét rằng là đừng có làm như vậy, đừng có đánh ông này. Đánh ông này thì cả trại chết. Cả trại sẽ chết với cảnh sát Malay. Cảnh sát Malay thì bao hết cái vòng ngoài rồi. Thì tôi rất là cảm phục 5 cái vị đó cao niên, bởi vì họ nhìn thấy được cái hậu quả. Nếu mà cái cơn phẫn nộ của những người trong trại đó, thì họ mà đánh người giám thị thì chỉ biết rồi, mấy ngàn người mà ồ xô đánh thì ông giám thị sẽ chết. Thì hai bên căng thẳng nhau, cảnh sát bao vây trại hết. Rồi lúc đó mấy ông dân chúng cũng bắt đầu, nhưng có những người ý thức thì họ bắt đầu lui dần ra, thì cái ông giám thị nó không có bị đánh. 5 ông già đứng dậy mới nói mọi người rằng là thôi, chúng ta biết rằng ông giám thị làm không có đúng, nhưng mà chúng ta còn có thể nói chuyện với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Giờ mình đánh như vậy, đánh chết người như vậy đó thì rất là nguy hiểm. Thì tôi thực sự lúc đó tôi cũng không có những hành động gì, bởi vì tôi không hiểu tại sao tôi không hành động gì, nhưng mà tôi quan sát tôi thấy tất cả những cái sự kiện đó, tôi rất là ngưỡng mộ cái anh kế bên tôi. Anh là người phát động cuộc, bởi vì anh cũng vì tự ái dân tộc, chỉ biết rằng là khi mà mỗi lần nó lên khám cho nó bắt mình cởi đồ ra, nó giống như là một người tù nhân chứ không phải là người tị nạn. Thì mình cũng rất là tự ái, nhưng mà tôi rất là thông cảm, là bởi vì mình chạy sang xứ người ta, mình không còn đất nước, mình không còn vô tổ quốc, thì mình là một cái thân lạc lõng, thì họ muốn làm gì làm. Thì tôi chấp nhận cái điều đó một cách rất là dễ dàng, tại vì mình biết chắc mình chỉ ở tạm bỡ thôi, mình không ở lâu, thành mình cũng không cần phải tranh đấu làm gì. Nhưng mà những người ở lâu đó, cái họ có cái sự nung nấu trong lòng thì mới họ khó chịu, thành nó gặp cái thời cơ là họ bùng dậy thôi. Thì sau đó nhờ 5 ông già đó mà cái ông giám thị thoát chết. Thì sáng ngày hôm sau thì cảnh sát Malay nó mới vào, nó bắt những cái người mà nó tình nghi, trong đó nó bắt luôn cả cái người ngồi kế bên tôi. Nó bắt về thủ đô sở cảnh sát ở bên ngoài. Rồi sau đó tôi lại nghe anh chàng vượt ngục. Anh vượt ngục, anh đi hết cái bán đảo Malay, anh đến cái hòn, anh đến cái eo biển, anh lội qua eo biển nó sang Singapore, gặp Cao ủy Liên Hợp Quốc. Thành ra 4 ngày sau Cao ủy Liên Hợp Quốc lại lái máy bay đưa anh trở về trại. Đó, thì Cao ủy Liên Hợp Quốc sẽ cử luật sư để cãi cho anh trước tòa. Thì đến cái lúc đó thì tôi được rời trại để sang Hoa Kỳ. Đó, thành ra tôi không biết cái câu chuyện nó diễn biến như thế nào, nhưng mà cái gọi là cái ấn tượng mà cái gọi là nó in sâu mãi trong người tôi, nó rằng là thế nào là phải, thế nào là trái, lúc nào nên làm cái gì. Không phải cuộc tranh đấu nào, tôi không nghĩ rằng là cái người ngồi kế bên tôi là sai, bởi vì con dân tộc nào cũng phải có tự ái. Họ hành tội một người đồng bào mình không thể ngồi yên được, nhưng mà khi mình phản ứng lên thì mình cũng phải coi chừng những hậu quả. Thì tại lại tôi thấy 5 ông già kia rất là sáng suốt, nhờ họ mà cái trại nó được yên. Tại vì tất cả mấy ngàn người tị nạn giống như cá nằm trong rọ thôi, chị thấy không? Rồi lúc đó mà cảnh sát Malay họ làm cái gì thì mình phải chịu. Đó là những cái ấn tượng mà tôi vẫn còn nhớ về trại tị nạn thôi chị. Thưa ông đến Mỹ ngày nào và cái cảm tưởng đầu tiên của ông khi nhìn thấy đất nước Hoa Kỳ là như thế nào? Thưa chị, thì giống như hôm nãy tôi có kể, tôi nhớ không lầm, tôi đến Mỹ vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1984. Thì tôi từ đảo tôi đến San Francisco, rồi tôi phải chờ chuyến máy bay chuyển tiếp đi sang Rhode Island, là bởi vì anh của tôi ở bên Rhode Island, tôi sẽ đoàn tụ với anh của tôi ở bên đó. Cái cảm giác đầu tiên của tôi đến đây, thứ nhất là lạnh. Tháng 5 rồi nhưng không biết tại sao vẫn còn lạnh. Thấy lạnh. Rồi cái cảm giác thứ hai là tôi nhìn thấy cái freeway đó, tôi không biết làm sao mai mốt mình sẽ có thể chạy lái xe được vòng vòng như vậy, không biết làm sao mình có thể xe. Tôi thấy nó chằng chịt hàng đường trên đường dưới, không biết làm sao mình có thể mình đi được. Cái cảm giác của tôi là như vậy. Rồi tôi mỗi lần tôi bước ra tôi sợ lạc, mình tôi cứ quanh quẩn ở trong phi trường thôi. Lẽ nhiên những người nhân viên tị nạn họ không có muốn cho mình đi ra, thì chỉ biết không, tại mình sợ mình làm. Thì cứ cầm mãi cái túi mà tôi nghĩ rằng là IOC hay là IOM gì đó, tôi nhớ mang máng vậy. Rồi cứ cầm cái túi đó là tự nhiên có người đến đưa mình đi. Đó, thì mình chờ những cái phi trường từ đây sang qua Chicago rồi mới đến Rhode Island. Thì khi mà đến Rhode Island gặp được gia đình thì rất là vui. Nhưng mà cái cảm giác của mình nó rất là bỡ ngỡ, tại vì lần đầu tiên mới được ra nước ngoài thì biết không. Mà lần đầu tiên mình được đi máy bay, thấy máy bay nó dài quá, nó đi từ bên vượt Thái Bình Dương đi mười mấy tiếng, tôi ngủ đã, là tôi thấy vẫn chưa tới. Tôi không hiểu nó đi thế nào mà nó lâu thế không biết. Những cái feeling đó là như vậy. Thưa ông, rồi ông đến Mỹ, ông lập lại cuộc đời bằng cái cách nào? Tôi cũng được may mắn chị, là bởi vì ở bên cái tiểu bang ở Rhode Island đó, thì tôi có ông anh ông ở trước đó. Rồi tôi có một người cháu trai gọi tôi bằng cậu. Nó đi vượt biên chung với tôi mà nó thoát thì tôi lọt lại. Nó đi trước tôi được 3 năm. Nó sang đó thì mấy anh em tôi thì cứ mở đầu bằng cái nghề nhà hàng. Tức là đi làm bus boy cho một cái nhà hàng. Ở bên Rhode Island có một cái nhà hàng rất là sang, khoảng 300 năm. Mà chuyên môn là tiếp khách là tỷ phú với triệu phú với thư dữ không à. Tại vì nhà hàng nó đặc biệt lắm. Mà ông anh tôi đó là cái đời năm 1975 ông sang Mỹ đó, là ông làm busboy cho cái nhà hàng đó, xong ông lên được chức waiter, xong rồi ông đi học, ông ra trường, ra kỹ sư, ông đi làm. Thành ra cái tên của ông nó được ghi nhận là bởi vì một người tị nạn Việt Nam từ anh waiter, anh busboy mà anh leo lên, anh đi học, anh ra trường kỹ sư thành những cái chủ nhà hàng nó nhớ, nó nể lắm. Rồi đến cái thằng cháu của tôi, nó lại đến đó, rồi nó cùng họ Phạm, nó cũng làm waiter nhưng mà rồi nó cũng đang đi học ở đại học. Xong rồi đến tôi, thì tôi được cái may mắn là thường đến Mỹ đó chị, chân nước chân ráo mình đâu có biết đi học ở đâu. Cái thằng cháu tôi nó lanh lắm, nó vào thẳng nó nói chuyện với ông Dean, nó nói ông cậu tao học đại học Việt Nam rồi, ông tất cả mọi thứ ở đây coi như rất là dễ, ông chỉ có tiếng Anh hơi yếu chút thôi nhưng mà ok, ở du cái interview nên nếu mà tiếng Anh thì nó được là xin ông chấp nhận, tức là tôi khỏi phải thi TOEFL, tôi không cần phải thi tuyển gì hết trơn. Tôi đến tôi nói chuyện với ông Dean mà tôi nói tiếng Anh cũng được. Thì ông nói ok, ông accept. Thành tôi mới đến Mỹ tức thì là tôi được vào trường đại học. Trường đó là trường đại học University of Rhode Island. Thì ông chỉ khuyên tôi là thôi ráng học thêm một tí tiếng Anh nữa, nhưng mà cứ việc học mấy môn khác toán tiết như bình thường, nhưng mà học tiếng Anh nhiều hơn một chút. Nhưng mà ông accept. Thành ra mình có cái title là sinh viên đại học, rồi mình đi làm ở nhà hàng, thành cái anh manager rất là nể lắm. Thì chỉ biết được cái nhà hàng đó, đó là bồi đó là phải mang bô thai hết, áo vest hết chứ đâu có được quyền ấy. Thì cái anh manager thì anh thấy tôi đến, anh nói rằng là tao biết tụi Việt Nam tụi bay rồi, thằng nào cũng sẽ ra kỹ sư hết. Anh nói ok, sẽ cho làm. Thành ra cuối cùng anh cho tôi làm busboy nhưng mà được phép bước ra ngoài. Nói chị biết không? Bước ra ngoài thì được ăn tiền tip. Nó khác hơn là anh ở trong nhà bếp, là anh trong nhà bếp không được ăn tiền tip. Cái điểm thứ hai nó khác nữa là anh nhà bếp không được phép bước ra khỏi cửa. Cái cửa mà ngăn giữa đôi bên không được bước ra. Tại khách một cách sang không, mà anh mà nhà bếp anh không được phép bước ra nó đuổi ngay tức khắc. Thành ra tụi nó tức. Mấy cái anh em làm nhà bếp tức lắm. Nói cái thằng đó đen thui. Rồi ốm gò gầy còn tiếng Anh không biết mà cho đứng ngoài tiếp khách, trong khi tụi nó làm dân Mỹ thứ thật mà nó chỉ đứng ở trong bếp. Nó chế nhạo tôi suốt ngày. Cái đó cũng là một ấn tượng rất là quan trọng. Mình có hiểu nó chế nhạo gì đâu, cứ lâu lâu xuống thấy nó cười ồ lên mình à. Thì mình cũng quê chứ chị biết không, cũng rất là quê. Nhưng mà cái anh manager anh rất là quý người Việt Nam. Anh xuống anh ra một cái thông cáo, anh nói bất cứ một người nào mà anh chỉ cần nghe thấy thôi chứ không cần nhìn thấy mà chế nhạo tôi lại đuổi lên. Anh nói tôi, anh vỗ về tôi nói anh cứ yên trí, cứ việc làm việc, anh sẽ là người protect rồi. Mà chỉ biết là tôi nhớ mãi là tôi đâu có hiểu hết tiếng Anh. Nhất là những cái môn order, những món hàng mình không phải là waiter, mình không có nhận order. Nhưng mà lâu lâu khách người ta sai mình, nó nói cho tôi cái ly rượu gì đó, nó đọc. Tôi không hiểu. Cái manager nó thương tôi lắm, nó bảo anh chỉ vần ra sát nghe khách nói exactly cái gì, anh vô anh repeat cho tôi là tôi sẽ lo. Tôi repeat nó có trúng, nó cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà cái anh manager đó, anh tội nghiệp lắm, anh cứ protect tôi bằng cách, anh giúp tôi bằng cách đó. Thì riết tôi làm chừng 1-2 tháng bắt đầu tôi quen dần đi, thành ra tôi trở thành là một người mà được tín nhiệm. Thành ra mình sẽ làm nhà hàng, mà cái nghề đó chỉ biết rằng bên đó hình như tôi nhớ lương nó có 3 đồng giờ thôi. Nhưng mà cái tiền tiếp lên tới khi mỗi một giờ tôi được tới 8-9 đồng. Thành ra tôi đi học thoải mái lắm. Rồi tôi lại có dư tiền. Tôi làm có 9 tháng mà tôi có dư 5-10 ngàn gì nữa, chả nhớ. Nhưng mà hai cậu cháu mới thấy thôi bây giờ mình đang gọi là giờ spring break đó, thì mình bay qua Cali thêm một chuyến. Người ta nói là Cali đi dễ khó về. Tôi nằm ở trong tình trạng đó. Tôi sang Cali tôi thấy vui quá là tôi bỏ Rhode Island luôn. Tôi bỏ ông anh bên đó là tôi qua bên này. Thì tôi lại đi học ở bên này. Thì đó là cái những ngày đầu đến Mỹ như vậy đấy chị. Thưa ông lập gia đình vào năm nào? Dạ vâng, thì đến Mỹ năm 84 thì tôi đi học rồi cũng lay hoay đến năm 91 mới lập gia đình chị. Nhưng mà có quen bà vợ tôi bây giờ thì hai người tôi với bà vợ có quen nhau qua sinh hoạt cộng đồng đó. Thì quen với nhau từ năm 85 đến năm 91 thì tôi chính thức gọi là lập gia đình. Thưa ông, bây giờ ông có bao nhiêu người con và tuổi của họ và họ đang làm gì? Tôi có một cháu thôi chị, nó cháu trai năm nay nó 14 tuổi, nó còn đang học ở high school. Thưa ông, trong gia đình thì ông dùng tiếng Việt hay tiếng Anh để nói chuyện với nhau? Dạ, hoàn toàn tiếng Việt thôi chị. Tôi có cái chủ trương rằng là tôi muốn con tôi nó phải biết nói tiếng Việt. Thành ra tôi cho nó đi học Việt ngữ. Ở nhà tôi hoàn toàn tôi kèm cặp bằng tiếng Việt hết. Tôi không có cho cháu nói Anh ngữ với mình. Lẽ nhiên mình cũng không có thể nào cấm hết 100%, nhưng mà bất cứ một khi nào mà cháu nói tiếng Anh thì tôi nhắc nó rằng là tôi muốn nghe tiếng Việt. Tôi tin một điều rằng là mình trình độ Anh ngữ mình không thể nào hiểu tụi nó được. Mình có thể nói chuyện nó được, nhưng mình không có cảm được. Mình không có cảm nhận được những cái tâm tư của nó. Nếu mà nói bằng Anh ngữ là chịu thua. Thành ra tôi muốn cháu nói bằng tiếng Việt. Thì tôi khuyên cháu rằng nếu mà con mà muốn thương bố mẹ đó, con phải nói tiếng Việt. Tại vì cái tiếng Việt bố mẹ mới hiểu hết. Thì mình cứ dạy cho nó, thành ra bây giờ tôi thấy cháu nó nói tiếng Việt rất là xuất sắc. Nó hiểu hết tất cả những điều gì mình nói. Lúc mà diễn tả lại thì không có bằng giống như mình nghĩ nó hiểu đâu, nhưng mà tôi believe rằng nó hiểu. Thành ra cái tâm tình giữa cha con, giữa mẹ con nó đậm đà hơn là nhờ cái tiếng Việt nó còn được duy trì với chị. Thưa ông, theo ông thì cái model của Vietnamese American là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam mình có rất là nhiều truyền thống tốt đẹp. Cái truyền thống thứ nhất mà tôi tin là tốt đẹp nhất là cha mẹ chăm lo cho con cái. Đấy, nhìn sắc dân nào, dân tộc nào, người mẹ của một cái sắc dân nào cũng chăm lo cho con cái. Nhưng mà nó có một điều mà tôi không biết tôi có nhận xét đúng không, là cái văn hóa người Mỹ đó, họ có tính độc lập nhiều quá. Thành khi mà đứa con nó 18 tuổi là nó cũng muốn thoát ly, nó muốn độc lập. Nó cũng có cái hay và cái dở. Nhưng mà tôi quan sát lại tôi thấy tất cả những gia đình Việt Nam ấy, mà đều mà để ý tới con thì con họ ít nhất khi trưởng thành họ được một cái nghề, và đa số đều chọn cái nghề mà có thể đứa bé nó không thích, nhưng mà cái nghề đó là cái nghề chắc ăn, nghề mà đi kiếm ra tiền. Thành ra do đó chị để ý không, những năm đầu tiên đa số là đều học kỹ sư hết, tại vì kỹ sư lúc đó đang được gọi là nhu cầu cao. Rồi sau đó người ta thấy ngành nghề kiếm tiền hơn là nhà dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ. Một đống gia đình Việt Nam, những gia đình tôi quen biết đều cố gắng hết sức để cho con bước vào được những cái ngành nghề đó. Thì cái đó là một cái ưu điểm cho các gia đình Việt Nam. Chính vì cha mẹ chăm sóc làm cho những cái đứa con đó nó có cái cơ hội để nó bước vào. Có thể rằng là cái suy nghĩ của người Mỹ họ nói rằng là đứa nhỏ phải để cho nó tự lập, để cho nó tự suy nghĩ, tự nó chọn con đường của nó. Nhưng mà tôi rất là tin, mà tôi nhìn thấy rất là, tôi quan sát nhiều tôi thấy những cái gia đình Việt Nam họ không tin rằng tuổi trẻ có thể quyết định chính chắn được. Do đó họ hướng dẫn. Mà tôi nghĩ rằng sự hướng dẫn của cha mẹ Việt Nam rất là quan trọng, là bởi vì đứa nhỏ đó sau khi nó có cái bằng dược sĩ hay bác sĩ hay kỹ sư rồi, lúc đó nó muốn đổi sang nó thích làm gì cũng đâu có muộn đâu. Mà lúc đó nó lại có một cái career sẵn ở trong tay để nó tự nuôi bản thân nó. Rồi nó cũng có thể nó đi làm cái ngành nó không thích lắm. Tôi cứ thấy nhiều người đó là làm 10 năm trời xong có một mớ tiền nó đổi ngay. Nó vẫn dễ hơn rằng là nó cho nó tự do. Cho đến năm mà khi mà nó lớn lên, lúc mà nó cảm thấy hối hận, nó quay trở lại, nó cũng lỡ giờ hết. Thành ra tôi believe đó là một truyền thống rất là tốt đẹp. Thành ra cha mẹ đó, Việt Nam mình hướng dẫn con cái, lo cho con cái rất là kỹ. Thì tôi muốn theo cái model đó. Tôi muốn rằng con của tôi đó, nó cũng sẽ có đôi khi nó nói con không thích học bác sĩ, con không thích học kỹ sư. Thì mình kinh nghiệm hơn, mình không ép nó, nhưng mình nhất định phải hướng dẫn nó. Là con phải chọn một cái career mà nó tương đối nó chắc. Sau đó, khi có một cái career rồi muốn làm gì nó vẫn dễ hơn. Thì tôi tin vào cái model đó. Và tôi muốn con tôi đi điều đó. Và cái điểm thứ hai nữa là như chị, tôi vừa nói với chị, cái tiếng Việt. Tôi tin chắc chắn không có một cha mẹ Việt Nam nào mà những người mà không phải sinh ra ở đây là không có đủ cái ngôn ngữ Anh ngữ để tâm tình với con. Thành ra tôi muốn cái tiếng Việt nó được duy trì. Đó. Bởi vì cái tiếng Việt là tiếng của mình. Nó, con mình nó có thể không hiểu rõ, nhưng mà nếu mà nó diễn tả được thì cái tâm tình cha mẹ với đứa con nó bền hơn. Tôi nhìn thấy những gia đình người Mỹ đó, những đứa con đó, tôi đi lúc mà tôi đi học đại học, tôi ở thuê phòng với một bà Mỹ già. Bà có 6 đứa con, ở có mình. Thì bà cứ hay cho những người Việt Nam thuê phòng, thì có một ông Việt Nam ông tự nhiên sao ông rất là có hiếu, nó có nghĩa với bà lắm, ông cứ đến thăm bà hoài. Rồi ông đến ông còn giúp bà tưới cây, rồi lâu lâu sửa căn nhà, sửa cái bếp, sửa cái nhà vệ sinh. Thành ra cái tình cảm của bà Mỹ đó với cái ông Việt Nam nó rất là tốt đẹp. Một hôm bà phải đi nằm bệnh viện, là bà bị đi lý do gì đó không biết, tôi không nhớ rõ, nhưng bà phải đi nằm bệnh viện mất tuần lễ. Con bà đến thăm, nghĩa là I love you mom, là viết cái chữ rồi. Tôi cũng đến thăm, tôi thấy love you mom để bong bóng hoa để xong rồi nó đi mất. Một tuần lễ bà nằm nó đến được có 2 lần. Trong khi cái ông Việt Nam á, ông đến Elvin ngày nào ông cũng đến hết. Ông đến ông còn mua bánh cho bà ăn, ông còn đem đồ cho bà, đem đồ ăn, đồ uống đến. Sau ông còn ghé qua nhà, ông còn tưới cây cho bà, ông chăm sóc đầy đủ. Rồi bà Mỹ đó bà nói tôi, bà có đây là một người con, mới thực sự là người con của bà. Thành ra tôi nhìn thấy cái đó, tôi mới nhìn thấy rằng cái văn hóa Việt Nam nó khác văn hóa Mỹ. Cái con cái đó thì chăm sóc cho cha mẹ. Cha mẹ càng già thì đứa con nó càng chăm sóc nhiều hơn. Thành ra hồi lúc còn trẻ đó thì cha mẹ chăm sóc cho đứa bé, ta chăm sóc bằng tất cả cái tấm lòng. Rồi đến lúc già thì người ta nói rằng là trẻ thì cậy già, mà già thì cậy trẻ. Vậy không, nó về già đó thì cái người nào cũng phải trông cậy đứa con. Thành ra khi mà tôi nhìn thấy cái đó, tôi nhớ mãi, ấn tượng ở trong đầu tôi là như vậy. Thành ra tôi rất là mong muốn cái văn hóa Việt Nam nó được duy trì. Cái tình cảm cha mẹ với con cái nó phải được duy trì trên cái căn bản đó thì nó được bền lâu hơn. Và tôi nghĩ rằng nó làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Yeah. Thưa ông, hiện tại thì ông đang làm việc ở trong cái coi như là cái công việc của ông là cái gì? Bây giờ thì tôi thực sự là lúc mà tôi ra trường đại học đó, thì tôi tự nhiên biết làm sao tôi cũng có một cái passion làm báo. Thành ra trong lúc đang đi học và tôi đã có một cái kế hoạch để làm báo rồi. Thì tôi được cái nhiều là tôi có bạn bè đó, họ đến Mỹ trước, họ ra trường, họ là kỹ sư đây kia, họ cũng thích tôi ở cái khả năng tôi có một cái khả năng là có cái tính thuyết phục. Tôi nói chuyện, tôi có một cái khả năng thuyết phục rất là mạnh. Và cái passion của tôi về nghề nghiệp tôi cũng mạnh lắm. Thành ra tôi lôi kéo một đống bạn cùng với tôi mở báo. Thì nói cho ngay, tôi làm tờ báo, tôi có một cái ước mơ rằng là nó sẽ được phát hành trên toàn nước Mỹ. Nó sẽ đến tất cả mọi gia đình Việt Nam. Thì tôi muốn làm tờ báo nó phải đẹp nhất. Tôi muốn tờ báo đó nó phải là tin tức đầy đủ nhất, hữu dụng nhất cho tất cả mọi gia đình Việt Nam. Bởi vì tôi thấy người Việt Nam ở rải rác khắp mọi nơi, nó không có link được với nhau. Thì tôi tin rằng là tờ báo đó là một phương tiện hết sức là cần thiết để làm chuyện đó. Mà từ trước giờ tôi thấy báo thì cũng nhiều, nhưng mà toàn là local, mà nó không có đi vượt ra khỏi được cái phạm vi xuyên tiểu bang. Thì có lúc đó thì có tờ Tiền Phong, có tờ Phụ Nữ Diễn Đàn cũng đi xuyên tiểu bang, nhưng mà cái số lượng phát hành cũng chưa có lớn lắm. Thành cái ước mơ của tôi đó là tôi gọi là đội đá vá trời, là phải làm sao để làm thành cái tờ báo giống như tờ báo Time của Mỹ. Đối với tôi đó là cái role model. Thì tôi cũng may mắn được một phần là trong 6 năm trời đầu tiên đó thì tôi đạt được cái điểm thứ nhất mà tôi muốn, là tờ báo rất đẹp nhất. Thứ hai, tương đối thôi là cũng có nhiều chuyện hữu ích. Ông có thể nói tên cái tờ báo. Tờ báo của tôi là tờ Thị Trường Tự Do thôi chị. Rồi tôi manager kiểu Mỹ. Tôi có một cái staff cũng đến cả chục nhân viên. Rồi tôi phát hành ở vùng này, xong rồi tôi gửi đi khắp nước Mỹ. Cũng có những cái giai đoạn mà tôi phát hành nó lên tới khoảng hơn 10 mấy ngàn cuốn. Người khách độc giả của tôi ở khắp các tiểu bang. Tôi đang bành trướng như vậy đó thì nói cho ngay đó, Nói như ngay thì trình độ báo chí mình thì cũng mới cũng chừng mực thôi. Bài vở thì cũng chưa phải là, nó cũng hay nhưng mà có đôi khi nó không phải là những cái tin tức nóng hổi được. Tại vì mình báo tuần chỉ có 2 tuần lần bán người sang, thành ra nó. Tôi còn nhớ mãi rằng cái hôm mà gọi là giải bóng đá thế giới năm 1984 hay 94 gì đó, bóng tôi đề là trên bìa báo là bóng sắp lăn, mà lúc mình ra báo bóng nó lăn gần hết rồi. Thành ra tôi nghĩ tôi tức cười mãi rằng là tin tức như thế thì hỏng rồi, báo chí mình đề là bóng sắp lăn mà lúc mình phát hành báo tới tay người ta là bóng đã lăn gần hết rồi, gần hết chương trình rồi. Thành ra tôi nhớ mãi cái ấn tượng đó, thành ra cái đó là dấu hiệu của sự thất bại. Thì anh em tôi với cái nỗ lực tối đa đó là mới muốn nhập với tờ báo Mỹ, mới trải qua một cuộc thương lượng gần 1 năm trời với cái tờ báo lớn ở đây là tờ San Jose Mercury News, muốn nhập chung 2 tờ với nhau. Mà tôi với anh em tôi qua thương lượng mình chỉ biết suốt 1 năm trời. Gần hoàn thành rồi, họ đồng ý, họ mua mình với cái giá là 800.000. Rồi 2 tờ báo nhập chung họ hưởng 49%, mình 51%. Cái team của mình sẽ làm việc với cái team của họ để build cái tờ báo thành nationwide. Cái giờ phút cuối cùng thì cái ông chủ nhiệm ông bị thay đổi, ông chủ nhiệm mới say no. Anh em nó thất vọng quá thì tụi nó có nghề kỹ sư, nó bỏ hết, nó đi về nó làm kỹ sư, nó không làm báo nữa. Thì có mình tôi một anh nữa ôm lại thì ôm không có nổi. Cuối cùng tờ báo lỗ thêm một mớ nữa thì tôi giải nghệ. Thì tôi đi vào lĩnh vực internet, tôi lại mở một cái công ty internet. Tôi cũng fail luôn. Trình độ mình không có tới thì nó fail. Thì tôi về để làm cái cơ quan này từ năm 2001. Thì tôi về đây gặp ông Vu Van Loc là giám đốc. Thì ông Vu Van Loc ông biết tôi từ lâu, ông biết tôi có một số khả năng báo chí rất là mạnh. Thành ra ông nói tôi bây giờ về đây, ông giúp cho tôi cái phương tiện, cái cơ hội để mà tôi thực hiện cái giấc mơ của tôi là làm truyền thông. Thành ra tôi lại build lại, xây dựng lại cái căn bản truyền thông. Thì tôi làm radio, tôi làm truyền hình, tôi làm internet trở lại. Và bây giờ thì tôi đang phụ trách đặc biệt trong cái lĩnh vực truyền thông của cái tổ chức này. Thì nói cho ngay, trong vòng mấy năm vừa qua tôi cũng đạt được những cái sở nguyện. Và kỳ này thật sự là mình đi toàn quốc. Các chương trình truyền hình mình nó chiếu trên toàn quốc. Và tôi có những cái hoài bão, có những cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến thính giả. Thì tôi đã dùng những cái phương tiện như phát hành DVD. Rồi tôi đã làm được những cái điều tương đối nó đáp ứng được cái sở nguyện của mình. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng mà cho đến giờ phút này tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất là hài lòng. Thưa ông, nghe ông chia sẻ thì ông lăn lộn trong cái ngành truyền thông này rất nhiều năm. Yeah. Truyền thông tiếng Việt tại Mỹ. Ông có nhận xét gì về truyền thông tiếng Việt tại Mỹ nói chung? Có điểm thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là hồi lúc mà tôi làm báo thì cái giấc mơ của tôi nó rất là nó chưa có nhìn thấy thực tế. Tôi cũng chỉ là một anh sinh viên, một anh mới ra trường đại học, rồi chưa bao giờ làm báo trước đây ở Việt Nam. Mà tôi rất là mê báo chí. Hồi xưa Việt Nam tôi đọc không thiếu tờ báo nào hết. Mà tôi mê những cái loại báo chí mà hồi xưa tôi nhớ nó có một tờ nó gọi là tổng hợp báo chí quốc tế đó. Tôi thích cái tờ đó lắm, rất là thích. Thành ra tôi muốn một cái model nó giống vậy. Tôi cũng muốn tổng hợp báo chí quốc tế để cho người Việt mình đọc. Tại vì người Việt mình đâu có thời giờ đâu mà đọc báo Time, đâu có thời giờ đâu Newsweek, đâu có thời giờ đâu mà đọc Wall Street Journal. Làm sao mà thấy nhiều người tiếng Anh cũng không đủ nữa. Thành mình muốn đóng cái vai đó. Tôi muốn cái tờ báo của tôi nó giống như vậy, nó tổng hợp được tất cả mọi chuyện của báo chí Mỹ để cho người Việt Nam mình đọc. Mà nó phải phát hành khắp mọi nơi. Nhưng mà cái khả năng mình nó không có tới. Mình không biết làm sao mà nó... Bởi vì như này, cái khán thính độc giả của mình nó chỉ biết không? Họ nói cho ngay, họ có những sở thích mà những sở thích là tôi không thích. Tôi không muốn phục vụ sở thích đó. Thành ra tôi cứ try, tôi cố gắng để tôi làm những cái điều mà tôi believe rằng là nó cần cho con người. Đó là tổng hợp báo chí quốc tế để đem lại cho họ những bản tin đó. Nhưng không, họ thích những cái chuyện, họ thích thơ, họ thích này thích kia mà tôi không làm được cái đó. Thành ra tôi fail. Tôi không đáp ứng được cái nhu cầu của độc giả. Tôi chỉ có theo cái ước mơ của tôi thôi. Mà ước mơ mình thì nó không có trúng. Thành cái đó là một cái bài học. Thì ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi vẫn bị cái tình trạng đó. Nhưng mà tôi có một cái hoài bão lý tưởng rằng là có đôi khi chúng ta phải đi lội dòng nước ngược để chúng ta đem một cái thông điệp. Thì tôi vẫn cứ lội thôi. Tôi vẫn cứ lội dòng nước ngược, tôi đi thông điệp. Nhưng mà dạo may, cũng may dạo này ông Lộc, ông là một người có kinh nghiệm rất là nhiều, ông giúp cho tôi, ông đưa cho tôi những cái chia sẻ, những kinh nghiệm về đời sống, thành ra những cái thông điệp của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó gần với quần chúng hơn. Dạo này có vẻ, tôi thấy có vẻ, tôi không biết năm tới, 5 năm sắp tới sao, nhưng mà cái con đường tôi đi tôi thấy rằng là nó bắt đầu nó có hiệu quả chứ. Thưa ông thì ông có nói là khuyến khích các trẻ em học tiếng Việt, nói tiếng Việt và ông làm báo tiếng Việt. Nhưng mà cái chúng ta đang sống ở nước Mỹ và cái nhu cầu phải dùng tiếng Anh để sinh sống nó cũng rất là cấp bách. Như vậy thì ông nhìn thế nào về cái tương lai của cái truyền thông Việt, báo chí Việt ở cái nước Mỹ này? 5-10 năm nữa thì nó ra sao? Cách đây 25 năm khi mà tôi thực sự mới bắt đầu làm báo đó thì tất cả mọi người đều warning tôi rằng là các cậu mà làm báo, nhất là các ông nhà báo lão thành của Việt Nam mà sang đây làm, họ cứ cười chúng tôi, họ nói rằng các anh mơ mộng hão huyền, làm báo ở đây là chỉ là logo rồi làm mấy tin vật vật rồi lấy quảng cáo mà sống qua ngày. Nhưng các ông không có tin rằng là báo chí nó sẽ tồn tại. Thì tôi cũng lại lộ dòng nước ngược, thì tôi nói rằng là tôi cũng không tin như vậy. Tôi không biết rằng bao giờ thì báo chí Việt Nam Việt ngữ sẽ chấm dứt. Đó cũng là một cái câu hỏi nhiều người rất là thắc mắc. 25 năm về trước là chính tôi cũng thắc mắc. Nhưng mà tôi không hề chuẩn bị cho rằng là tờ báo sẽ chết. Tôi tin chắc 100% rằng là tờ báo nếu mình làm đúng đắn và mình làm đúng mức theo cái nhu cầu của người ta thì nó vẫn tồn tại. Tôi vẫn tin tuyệt đối là như vậy. Thì thời gian nó trả lời thưa chị. Bây giờ báo nó còn mạnh hơn hồi xưa nữa. Bây giờ đó là Việt ngữ mình nó không thể trên báo, trên truyền hình bây giờ 24 tiếng mà không phải là một đài mà nó tới gần 5-7 đài gì rồi. Còn radio chỉ thấy tràn lan khắp mọi nơi. Còn báo chí thì chị cũng đếm nguyên San Jose này không, tôi đếm cũng khoảng có 16 tờ. Mà báo ra hàng ngày. Chị thấy không? Thành ra tôi nghĩ rằng là tiếng Việt vẫn còn. Bằng cớ đó là ngày hôm qua tôi mới làm một cái chương trình 35 năm nhìn lại, tôi nhấn mạnh rất là rõ là tiếng Việt còn thì nước Việt còn, mà tiếng Việt nó còn là bởi vì vẫn còn có những thầy cô giáo tình nguyện đi dạy học tiếng Việt, và vẫn còn mỗi một tuần có 5-7 ngàn em học sinh đến trường học tiếng Việt. Thì tôi nghĩ rằng tiếng Việt nó còn, mà tiếng Việt còn thì nước Việt còn, vậy thì báo chí Việt Nam còn, tôi vẫn tin là như vậy. Tôi không nghĩ rằng là có sự thay đổi gì lớn ở trong vòng 25 năm tới chị. Thưa ông, hỏi một câu rất không có ăn nhập gì về vấn đề nhiều lắm, đó là ông yêu thích âm nhạc không và ông có hay hát không, mà thường là hát những cái bài hát như gì? Tôi rất là thích âm nhạc. Tôi càng thích hơn nữa là khi mà tôi vào đại học, tôi học một cái lớp nó gọi là Appreciation of Music. Lúc đó mình mới thấy rằng là âm nhạc quả thực nó là một cái chất liệu của đời sống. Không có âm nhạc con người ta giống như là ở trên sa mạc, cây cỏ nó không mọc. Bởi vì có những lúc tôi khóc với âm nhạc. Bởi vì chẳng hạn như có lúc tôi xa mẹ, tôi hát cái bài Lòng Mẹ, tôi không cầm được nước mắt. Rồi sau này khi mà tôi làm những cái chương trình radio mà tôi chọn nhạc, tôi làm cho nhiều người khóc. Chẳng hạn như cái bài mà khi mà tôi diễn tả rằng là cái đời sống của người tị nạn, tôi dùng cái bài của Viet Dzung, tôi rót cái câu đầu tiên vào, mà chính tôi xúc động bao nhiêu năm nay, tôi rót cái câu đầu tiên là anh gửi về cho em dâng bao thuốc lá. Tự tôi là tôi đã muốn khóc rồi. Cái người producer ra một cái chương trình như vậy, người producer muốn khóc rồi thì tôi believe rằng là người ta cũng sẽ khóc như mình thôi. Tại vì ai cũng có trái tim, ai cũng có cái emotion giống nhau hết. Thành ra tôi khóc được thì tôi nghĩ người khác cũng khóc được. Và thật, khi cái bài đó phóng ra đó, chị biết không, người ta, tôi nhận được biết bao nhiêu email, người ta khóc với nó. Tại vì con người ta ít có emotion, mà emotion nó gắn liền với cái âm nhạc. Âm nhạc nó giúp cho mình diễn đạt cái emotion của mình. Thành ra tôi nghĩ âm nhạc hết sức là quan trọng. Thành ra tôi rất là hay hát. Tôi hát cũng rất là được. Lâu lâu mà tôi làm MC cho những cái chương trình này kia, cái là tôi hứng lên là tôi hát. Tôi thấy người ta cũng vỗ tay. Người ta nói giọng tôi cũng còn tốt. Lẽ nhiên là mình không phải nghệ sĩ thứ thiệt, thành ra hơi yếu. Nhưng mà chất giọng thì cũng nghe được. Nhưng mà đối với tôi cái đó không có quan trọng, cái quan trọng nhất là mình biết yêu âm nhạc. Và tôi dùng âm nhạc rất là nhiều trong tất cả mọi những cái chương trình radio và TV của tôi. Và mỗi một cái ca khúc tôi chọn là tôi cũng gửi vào trong đó một cái tâm hồn. Tôi believe rằng là những gì mình truyền đạt cho người khác bằng tâm hồn thì người ta cũng sẽ nhận bằng tâm hồn. Những gì mình làm bằng sự trân trọng, bằng trái tim của mình Và người nghệ sĩ cũng vậy, khi họ sáng tác một cái bản nhạc, họ cũng trân trọng bằng cái trái tim của họ, thì cái người nhận, họ sẽ nhận được. Tôi tin như vậy và tôi vẫn sẽ sống mãi như vậy. Tôi sống trong cái niềm tin đó rằng con người ta vẫn có tâm hồn và người ta sẽ truyền cảm với nhau bằng chính cái tâm hồn. Thì thế giới này sẽ đẹp và cộng đồng vẫn sẽ đẹp mãi mãi. Thưa ông, một câu hỏi rất là nặng nề đó là ông nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam và tại sao miền Nam thua? Tôi tin rằng là chiến tranh thì nó ở khắp nơi trên thế giới là bởi vì con người ta nó chỉ thấy trong gia đình nó cũng đã có, trong một cái mái gia đình nó cũng đã có không có sự hòa thuận. Huống chi của dân tộc và huống chi lại là dân tộc này với dân tộc khác, thành chiến tranh nó là một điều tất yếu, nó sẽ phải xảy ra. Cái điều nó không may cho cái dân tộc Việt Nam của mình thì nó đã xảy ra. Dân tộc Việt Nam mình, mình học địa lý mình thấy nó nằm ở một cái vị trí nó gọi là cũng là tốt nhất và là cũng là không may. Cái vị trí đó là vị trí mà nó người Trung Cộng, người Trung Hoa ở phương Bắc họ lúc nào họ cũng chỉ muốn chiếm mình thôi. Để họ chiếm mình, họ làm đầu cầu để họ chiếm những cái thứ khác. Thành ra tôi có một lần tôi thắc mắc và tôi mới nói với ông Vũ Văn Lộc, tôi hỏi thưa bác có nghĩ rằng là dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu diệt không? Ông nói không. Tôi ngẫm nghĩ lại, ông cũng nói đúng. Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ bị tiêu diệt được hết. Bởi vì mình đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mình đã thắng. Mình đã có những lúc gần như là bị đô hộ tới hàng mấy trăm năm, mình vẫn vùng dậy được. Thành ra tôi tin rằng là dân tộc Việt Nam sẽ thắng. Vấn đề mà cộng sản thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là giai đoạn. Nó cũng là một chế độ. Nó sẽ đến với cái dân tộc này 50-70 năm. Rồi nó sẽ tự, nó hủy diệt bởi vì cái căn bản của nó không phải là dân tộc Việt Nam. Cái căn bản của chế độ cộng sản nó là một nhóm người, một cái đảng nó trị, rồi nó áp chế dân chúng để nó được hưởng cái quyền lợi của nó thôi. Và những cái điều gì mà đi nghịch lại với chân lý, nó nghịch lại với cái nguyên tắc là người dân họ bị áp chế, họ sẽ phải vùng dậy. Thì tôi tin rằng là cái cuộc chiến tranh 21 năm nó thua, nó cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Cái thực sự quan trọng nhất đối với tôi nó là dân tộc Việt Nam nó còn. Và cộng sản nó sẽ chết. Bởi vì nó đi ngược lại với dân chúng. Nó không có làm đúng với cho dân chúng được cái sự ấm no thì nó phải chết. Bất cứ một chế độ độc tài nào trên thế giới đều sập hết. Chị nhìn thấy không? Thành ra cộng sản nó cũng vậy thôi, nó phải sập hoặc là nó phải biến thể. Thì đối với tôi cuộc chiến kia là một cuộc chiến đau thương. Nhưng mà tôi lại nhìn với một cái góc độ khác á. Bây giờ 35 năm nhìn lại tôi thấy người Việt Nam nó có 3 triệu người hải ngoại. 3 triệu người hải ngoại đó trong suốt 35 năm qua nó làm cho nước Việt Nam sống. Mà không phải sống bây giờ, nó còn sống rất là lâu dài về sau. Và nó là một cái nguồn tiếp tế về nhân lực, về trí tuệ, về tiền bạc. Để cho một cái nước Việt Nam chút xíu không có được bao nhiêu tài nguyên hết nữa, còn có thể tồn tại để mà chống được với cái mối họa mà lớn nhất đối với dân tộc Việt Nam là họa xâm lấn từ phương Bắc. Thành ra cái biến cố lịch sử 30 tháng 4 dưới con mắt tôi, cộng sản đối với tôi thì nó cũng sẽ tan nay mai thôi. Cái vấn đề chính là cái biến cố nó dẫn đến cái sự kiện là mình có 3 triệu người hải ngoại và càng ngày nó càng đông. Mà những người Việt Nam lại có cái tâm hồn yêu thương cái dân tộc và đất nước của mình, nó trở thành một cái nguồn cứu cánh, một cái chỗ để chỗ dựa chính cả một cái dân tộc ở trong cái nội địa của mình. Thì tôi cũng không biết là mình nói có đúng hay không nữa, nhưng mà tôi tin rằng là biến cố 30 tháng 4 ông Như ông Lộc vẫn hay nói, từ trong đau thương nó lại nở ra những cái hoa đó là cái khối người tị nạn mình. Mình là những người Việt Nam yêu nước, vẫn có cái tấm lòng thì cái dân tộc Việt Nam vẫn còn có sự sống. Thưa cuối cùng ông có gì cần ông muốn nói và chia sẻ với thế hệ trẻ của người Mỹ gốc Việt không? Thưa chị, thì cũng giống như tất cả mọi người thì mình là một người Việt Nam, mình hãnh diện mình là người Việt Nam. Tôi lúc nào tôi cũng hãnh diện tôi là người Việt Nam. Tôi cũng muốn con tôi hãnh diện nó là người Việt Nam. Bởi vì chúng ta không bao giờ thành Mỹ được. Tôi believe Mỹ là Mỹ, definition của tôi Mỹ là da trắng, Mỹ là mắt xanh, còn da vàng không phải là Mỹ. Không biết là suy nghĩ đó có đúng hay không. Thì bởi vì tôi thấy rất là nhiều đứa bé, tôi cũng đi tôi hỏi, tôi cũng giống như chị, tôi phỏng vấn nhiều người lắm, tôi thấy cuối cùng hình như rằng là tụi nó nói tiếng Anh đến đâu thì đâu, nhưng mà đến một ngày nào đó tự nhiên nó quay về nguồn, nó tự nhiên nó tìm về với Việt Nam. Thành ra tôi prepare trước, thay vì mình cứ đợi tới 20-30 năm nữa mình mới tìm về, thôi mình giữ mình là Việt Nam cho nó đúng. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta không phải Việt Nam cái gì cũng hay, đúng không chị? Thành ra cái hay của mình là mình biết cái nào mình dở thì mình bỏ đi, cái nào mình hay thì mình phải học thiên hạ. Thì tôi vừa nói lúc nãy rằng là dân tộc Việt Nam mình có cái đặc tính gia đình đùm bọc lẫn nhau. Ngay bây giờ biết bao nhiêu người Mỹ nó mất nhà, nó trở thành homeless, trong khi nó có người thân. Còn người Việt Nam mình rất là ít là bởi vì sao? Cha mẹ lại cho con mượn tiền để survive, hoặc là kéo nhau về ở chung, ở chật với nhau một tí mà survive. Cái đó là một trong những đặc tính rất là tốt. Còn mình á, thì có cái dở là mình không có như người Mỹ, mình không có sự thẳng thắn, mình không có dám nói với nhau thẳng thừng để mình giải quyết vấn đề. Mình cứ vòng vòng quanh co, mình cứ hay cãi nhau suốt ngày, tranh chấp nhau lung tung hết. Những cái đó là những cái đáng buồn. Nhưng mà mình cũng không có làm khác hơn được, bởi vì cái đó nó mới gọi là người Việt Nam. Nhưng mình phải chấp nhận những cái điều đó. Thì tôi cũng chỉ muốn giới trẻ rằng là đừng có nhìn thấy cái đó mà xuống tinh thần. Giống như là bây giờ người Tàu ở Mỹ này cả 200 năm rồi, đi đến tiệm Tàu nào nó đâu có giống Mỹ đâu. Vẫn cứ ồn ào, vẫn cứ dơ giấy, nhưng mà nó vẫn ok. Thì tôi nghĩ mình cũng không nên thấy những cái xấu của mình mà mình thất vọng. Đó là that's why mình different, mình khác với người khác. Thành ra mình luôn luôn vững tin rằng là dân tộc Việt Nam mình có những cái điểm hay. Người Việt Nam mình vẫn có những cái đặc tính hay mà lịch sử đã chứng minh. 35 năm qua đã chứng minh người Việt Nam mình vươn rất là xa. Thành ra tôi nghĩ giới trẻ nên vững tin vào cái tinh thần dân tộc thì cái cộng đồng nó sẽ còn, cái nước Việt Nam nó sẽ còn. Vâng, thưa, cảm ơn ông rất nhiều. Trong một tiếng đồng hồ ông đã trải cuộc đời của mình ra, yeah, và đưa những kinh nghiệm quý báu, mồ hôi và nước mắt của ông ra, yeah, để chia sẻ với giới trẻ. Hy vọng rằng đó sẽ trở thành những bài học hữu ích cho giới trẻ người Mỹ gốc Việt ở đây. Xin thay mặt hội một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông. Xin được cảm ơn chị rất nhiều cho cái cơ hội để tôi cũng lâu lâu được kể chuyện một lần. Cảm ơn chị nhiều lắm.